Rồi mọi người, nó sẽ không đồng của chi hội bắt đầu bệnh nhân nghèo Bách Thiết Bỉ bị Bình Định đưa cụ Trần Thị Xuân Hương về đây. Hứa rồi mà chứ nãy giờ sợ đi bán qua Campuchia rồi mà sao gì tới nhà vui chưa? Anh cán bộ xã nhiệt tình hỗ trợ sáng giờ chứ lấy thông tin này nọ rồi là mi sáng tới nhà rồi á. À, nãy giờ sợ bán qua Campuchia và kêu bây giờ bán phải qua Campuchia. Quá đẹp luôn. Đây là anh Đạt, chi hội trưởng ở đây bể bể mọi người hỗ trợ cho cụ Hương về. Chào mọi người nha, đây cụ Trần Thị Hương đã về tới nhà rồi nha mọi người. Kia là đội xe của SS77 thuộc chi hội hai bất trợ những nghèo cho Bình Định. Đó.